Với mẫu bể chữ nhật tứ quý thì hiện tại là trên thị trường đang khuyết kích thước này. Ở bây giờ thì khuôn chậu tiên sẽ tháo bộ này ra và cuối video thì sẽ đo kích thước bộ này lên để cho các bác, các anh em cùng biết kích thước của bộ này nhé. Và đảm bảo với kích thước này thì thị trường đang rất là cần nhưng mà lại thiếu. Rồi bây giờ sẽ tháo bộ này ra. Đầu tiên với bộ này thì tranh thủ giới thiệu qua một chút nhé. Khuôn chậu tiên vẫn thiết kế là đầy đủ lòng trong. Đây lòng trong liền khối này và tấm đáy. Và hoa văn của nó vẫn là tứ quý, tùng, cúc, trúc, mai. Tuy nhiên nó sẽ có một chút điểm cải tiến hơn ở phần hoa văn, đó là sẽ có thêm một chút tranh phong cảnh vào nữa thì nó sẽ đẹp hơn nhé. Và bây giờ sẽ tháo ra. Rồi, rất là dốc. Để xem đây là mảnh hoa văn gì đây. Rồi đây là cạnh dài hoa văn tùng này. Đấy, với thiết kế tùng thì bên cơ sở đã thiết kế thêm không chỉ mỗi cái tùng nhá. Đây còn có mái đình này, giếng nước này, hàng trúc ở phía sau này. Đó, nó tạo giống như một bức tranh ấy, giống bức tranh này. Đấy, còn hai đầu hai bên đây vẫn là lối phong cách như này, giống như những bộ trước thôi. Phần chân này cực kỳ đẹp luôn. Rồi bây giờ tháo các mặt khác để cho anh em xem tiếp này. Bây giờ xin mời anh em sẽ xem hoa văn cũng như là kích thước cụ thể của bộ bể này. Đầu tiên chúng ta sẽ có mặt hoa văn là tùng này, vẫn theo lối tứ quý, tùng, cúc, trúc và mai. Đó. Còn kích thước của nó thì ta sẽ đo được như sau. Ở phần điểm giữa này ta đo được phủ bi của nó chiều dài là 72 cm. Đấy, phủ bi 72 cm. Nếu mà đo ở cái đầu này nó sẽ nhô một chút này thì nó rơi vào 73 cm nhé. Ta gọi là bể 72 đi. 72 này nhân với chiều này là 44, gần 45 nhé, 44,5. Gọi là 72 nhân 44. Còn lọt lòng thì ta sẽ có 65 nhân với 47, 65 nhân với 47. Còn chiều cao đo từ chân lên thì ta sẽ có chiều cao là 28,5, gần 29 nhé, gần 29. Sâu lòng, anh em quan tâm nhất là sâu lòng này. Đó, sâu lòng là 21. Như vậy là với sâu lòng khoảng 21 cm như này thì chúng ta vừa trồng cây được, vừa có thể làm cái bể thủy sinh nuôi cá được nhá. Sẽ có cái video mà bên cơ sở sẽ làm cái bể thủy sinh nuôi cá bằng cái chậu bể này. Đó, một lần nữa xin mời tất cả các bác cũng như anh em xem lại phần hoa văn. Hiện tại thì mẫu khuôn này đang đi vào sản xuất phục vụ anh em rồi. Xưởng nào mà có nhu cầu sở hữu bộ này, xưởng nào mà có nhu cầu sử dụng bộ này về để đúc chậu thì ngay bây giờ có thể liên hệ với cơ sở theo số điện thoại được ghi trên màn hình. Hoặc là anh em mà cần kích thước nào đó với cái mẫu này thì cũng có thể là liên hệ riêng với cơ sở nhé. Cơ sở sản xuất với mẫu này theo kích thước riêng tùy vào nhu cầu sử dụng của các bác. Và thời gian tới tiếp tục sẽ có thêm nhiều mẫu mới nữa. Anh em nào mà chưa đăng ký theo dõi kênh của cơ sở thì ngay bây giờ bấm nút theo dõi kênh của cơ sở để đón xem những mẫu khuôn chậu mới nhất sẽ được giới thiệu trong thời gian tới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác cũng như là các anh em ở video tiếp theo.